Mến chào ông bà, cô, chú, anh chị và các bạn đã đến với video tiếp theo của Cuộc Sống Sài Gòn TV. Hôm nay là ngày cuối tuần, em quay trở lại bánh xèo nhí. Dạ, hiện tại là thấy bé Hà, giờ này đáng lẽ là không phải là ca của bé Hà, ca của hốt cơ chả giò. Nhưng mà không thấy hốt cơ chả giò đâu hết. Mà nội cứ nuôi hốt cơ chả giò kỹ quá. Chỉ có mấy bé nhí này thôi. Em đang ở 21 đường Đông Bắc, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12 nha quý bà, cô chú, anh chị và các bạn. Cô ba đâu mất rồi? Trả tiền cho cô ba. Kêu cô ba ra nhận tiền nè. Trả tiền cho cô ba kìa. Vậy mới có cơ hội bắt cô ba ra thôi chứ. Sao rồi con gái? Đi học rồi sao rồi? Hả? Dạ hả? À, các cô cho chú. Ủa có bánh hả? Sao không ra phục vụ? Đang chiên hả? Dạ. Đang ở bánh xèo nhí. Nãy chú Hà mới ghé hả? Đó, nãy chú Hà mới dẫn con chú Hà. Quan chả giò đúng không? Ăn 20 cá chả giò phải không? Nhưng mà đổ chả giò ở trong nhà đúng không? Ai sao không rồi? Bữa nay mình quyết định mình đi sớm. Bây giờ mà có 4 giờ. Bây giờ là mình quyết định mình đi sớm. Để mình coi thử là cô ba có ra hay không. Hôm nay là ra trả bánh trung thu nha. Hôm cách đây 2 hôm cô chị Hiền ủng hộ 3 hộp bánh trung thu. À, chị Hiền là ủng hộ 3 hộp bánh trung thu của cô ba. Rồi, cảm ơn chị Hiền nha. Khách đang ủa khách các cô chờ bánh gì? Chờ bánh nóng đợi chú. À, vậy hả? Chờ chú không? Chờ bảo tờ chú không đứng hồi nhí nha. Rồi, bánh đánh bánh xèo nhí. Mình nhí bánh xèo. Dạ. Một mình hắn đổ là được rồi cô. Bao giờ đông quá rồi bà nội cứ ra. Này là đang ca của chả giò, nhưng mà chả giò. Cảm ơn cô Hiền rất nhiều đã ủng hộ bánh trung thu gia đình rất sạch nhí của con đó. Đấy. Sắp tới trung thu rồi, có ai tặng bánh trung thu rồi chưa? Anh ơi, nhà bán bánh trung thu mà ai tặng? Dạ có, vô nhà luôn. Đỡ ra cô để lên trên. Rồi, lên luôn. Dạ. Dạ. Đi tìm không ra luôn hả cô? Gần đây không mà đi tìm không ra. Ăn quên ăn hoài mới không uống hoài. Dạ, dạ hả cô? Dạ. Dạ. Cô để lên tranh đó giùm con cái sát cái xe đó luôn. Về phía bên kia nè. Dạ, sát chỗ xe đó. Rồi, rồi, đúng rồi, đúng rồi. Dạ. Chào bà nội nha. Đây trả tiền của cô Hiền mua 3 hộp bánh trung thu. Nhưng mà mấy bữa nay bận quá nên em đâu có ghé được nè. Đây bà nội. Không có cô ba rồi. Sao rồi? Đủ. Đúng rồi, 3 hộp bánh trung thu. 900 mà. 3 hộp bánh trung thu với 115.000 tiền. Cảm ơn bà Hiền, cô Hiền rất nhiều. Dạ, dạ rồi. Đúng rồi. Dạ đưa để đỡ đi cô. Để đỡ. Đang rất là rộn ràng luôn. Mới đầu giờ chiều. B
bà nội nhốt cô qua kỹ quá mà. Ông nội cái chân đỏ chưa? Dạ đỏ rồi bà nội. Dạ. Thôi bà nội ra tay nha, để cho chuẩn bị là còn mấy bữa nữa là tới Trung Thu rồi. Nhanh ghê luôn. Trung Thu là ngày chay, đúng rồi. Trung Thu là ngày 15 là Trung Thu, ngày Trung Thu. Ông bà cô chú anh chị và các bạn á, là nếu mà muốn ăn bánh xèo chay á thì có thể là ghé ngày rằm đó nha. Dạ ngày rằm là có bánh xèo chay nha ông bà cô chú, của Mạnh Tường Quân. Ok thấy không? Với lại nữa là ông bà cô chú nào ăn tại chỗ anh? Ồ, thấy chỗ để xe rồi. Thấy chỗ để xe rồi, thấy chỗ. Ôi, sao? Trời ơi, thấu tiền nữa hả? Trời ơi. Chơi vô. Để em để bên bên chỗ đó giùm mấy em. Đó. Dạ. Rút được không? Nó có gian kìa không? Rồi. Bánh nào của cô nãy hai cô đang chọn ăn về rồi. Mới đang vô. Đây bánh xèo này là 35k một cái các bạn, ăn thêm cho đi tính tiền thêm. Ráng lên nữa thì lúc mà họp được lên ráng là khoảng 8-9 giờ tối hết bột sớm thì sớm. Đây khách có sớm rồi bạn ạ. Dạ ăn bánh xèo hả chú? Lấy hai cái để hai bịch cho chị. Hai cái hai bịch rau kìa. Kiệt kêu cô ba ra. Kiệt cô ba núp lâu dữ. Kiệt đến trong giá trong đầu thanh có ăn kìa. Nhanh lên rau hai bánh cho ông kìa. Đang nói chung là rộn ràng. Chưa đâu chú, chờ lâu lắm mà chưa tới. Dạ. 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 À, bữa nay là ngày, nếu mà tính ngày mùng 8, bữa nay là ngày Chủ nhật nha. Nhưng mà ngày âm là ngày mùng 6 rồi. Nếu mà ông bà cô chú nào mà khoảng là tuần sau thì sẽ phát bánh xèo chay. Ông bà cô chú anh chị nào mà muốn đồng hành cùng với bánh xèo nhí mà phát bánh xèo chay cũng có thể là liên hệ với ông bà nội nha. Cũng như là các kênh YouTube cũng được. Bạn em sẽ kết nối để cùng phát bánh xèo chay cho ông bà cô chú anh chị và các bạn. Dạ. Đợt vừa rồi là 300 mấy bánh đó. Mà đợt này thì vẫn mới chỉ có 200 bánh à. Vẫn có 200 bánh và 100 ly nước mía. À. Đợt là đợt thứ 9 nha. Đợt phát bánh. Đợt phát bánh đợt thứ 9. Hy vọng sẽ có nhiều ông bà cô chú Mạnh Thường Quân phát bánh cho các bà con đến nhiều lắm. Đợt vừa rồi đến bà con đến quá trời luôn. Ngoài kia khách ở trong khách ngồi quá trời. Tổng cộng là bao nhiêu cái mà chị này? Ba cái. Ngon. Ba chú là hai cái đẹp quá không á. Thank you.
ơi, tưởng mình mấy cái anh? Một cái luôn. Rồi đợi chút xíu nha anh trai. Đang lên chảo chiên luôn. Hello anh bao nhiêu? Lâu quá không gặp anh bao nhiêu. Chị 35.000 một cái, lấy em hai cái nữa, hai cái ngoài này nữa nha con. Hello Điều. lên chảo không kịp rồi. Tôm thịt, tôm thịt, đậu chanh, cá với rau chanh mình á, rau gừng. Mấy khách vô mà chưa có bánh. Này cái. Không đủ xăng nè, bình thường của cô. Rồi của cô này một cái giá, cái gì nó nói luôn cho đi về nè. Nè. Thì dùng bé trăm anh nó khiên thùng bột ghê vậy. Bé trăm anh khiên thùng bột. Khiên không nổi kêu cô ba xách ra chứ sao con xách ra đổ sao? Ông nội cái chân đau nên khiên không nổi rồi. Bánh xèo miền Tây rau rừng. Địa chỉ là 21 đường Đông Bắc, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12. Thời gian bán là từ 13 giờ cho đến 22 giờ. Giá bánh xèo là 35k một cái. Ông bà, cô chú, anh chị và các bạn ghé ủng hộ các cháu nha. Mấy cái anh? Cái. Và khách đàn đứng rất là đông luôn, ngồi. Nhanh lên chảo, nhanh lên kiệt. Nó không nội ra, không xử lý mấy cái chảo coi. Đây con khách ngồi chờ đâu quá kìa. Hiện tại là đang rất là đông luôn, khách đang ngồi chờ. Rồi khách luôn kìa. Rồi.
mấy cái đó, hai cái cho ông nè, ông trước mà, ông trước nè, sao ông đưa cho ông? Ông đầu tiên, ông đầu tiên, cô là do cô đổ bánh đặc biệt nên là cô sao còn của ông đưa cho ông trước. Qua là một cái bên này là một cái cho con. Kêu nổi ra ông xử lý giùm mấy cái chảo của con cho nhanh con. Khách quá trời luôn. Thôi mấy cái anh. À. Ăn tại chỗ hả? Mang về mang gì? Wow, khách rất là đông luôn. Dạ. Bỏ chậm rồi. Bỏ chậm rồi. Chậm. Chị chào xíu anh chị, nhớ đây coi còn cách của cô là ba bánh da, cho cô trước đi, rối để lỡ cái bánh da cứ rối hoài cái bánh da. Ừ. Ừ. Khách rất là đông luôn, chờ. Có gì đi vô nói chị trước đi rồi chị để chị biết. Ôi rồi. Bình tĩnh cứ từ từ. Dạ không có, cho tôi mới bị rối với chị. Thôi đổ đi con. Rồi. Mua tới chờ thôi chứ từ từ làm. Dạ. Quan kia bảo tới ta còn không chờ, không có bảo cái gì. Trời. Phải bình tĩnh từ từ. Bảo gia ghi mình ta còn lên ta lấy chi trực tiếp được mà. Càng rối. Quá trời khách luôn các bạn ơi. Đông lắm. Cô, chờ xíu cô. Kệ nhanh lắm cô, nhanh lắm. Trời ơi, siêu. Dạ. Chưa ai đi bánh á, dạ. Bánh từ nãy cô vẫn ngồi đứng cái này, chú vẫn đứng đó luôn á, chưa ai có bánh hết á. Chưa ai có bánh hết. Không cảm xíu nha cô, không có gì hết mà. Dạ, mấy cái con quay mới có được có 10 phút đó mà, 10 phút. Chưa. Không mà chưa ai đi hết cô ố vàng đó chờ. Dạ, thôi không nói nữa, thông cảm nha cô. Dạ, có bánh liền cho cô. Rồi, ba bà. Thôi. Dạ. Thông cảm xíu nha. Em vô trong này, em đứng nha, nó không khỏe em. Rồi thôi. Dạ, các ông bà cũng nhường.
Do từ nãy mới có ba chảo à. Bà này đúng rồi, sợ đói bụng quá lâu quá, đói bụng. Con đem rau đồ ra chưa Trâm Anh? Ừ. Đầy đủ hết trơn rồi. Đem với bạn đi. Đã chia cũng kịp thôi. Muối thì tự được. Dạ. Từ nãy chưa ai đi á, chỉ có cô. Dạ. Nãy còn đi xe đó, xe đúng ai đi rồi. Đây cho bà. Rồi, có bánh rồi nè bà, cô sao vậy? Có bánh rồi nè. Dạ có bánh rồi cô ơi. Thôi, thôi thầm cộng. Không, mấy là vô là có bánh liền cho cô. Thôi, 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 thôi. Thôi, thôi. Dạ. Thôi. Dạ, đúng chờ chưa? Thôi không sao đi cô, ăn thì mình đang vô, ăn thì mình dạ. Cho đánh giấc đi. Dạ, 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 dạ. Chứ hồi mình bị đói luôn á. Dạ, dạ. Thôi, thôi. Cô không cảm là lại cho ăn cái chua lỡ. Rồi, bình tĩnh đi nghe của ai nữa. Dạ, ai tới trước, trước. Không có chứ gì. Dạ, dạ, đi con nói vậy á. Chị Hai nhớ nha con. Hồi nãy có ông làm bánh gì đặc biệt, bánh gì của ông ấy đó, rồi tới khách tới rồi tới anh trai kêu một cái nè, rồi cái nè, rồi chị gái nãy ờ. Tới anh trai đây, bên trai đây là một. Không, bánh hồi nãy bé Trâm Anh cô chú nào chú rồi nè, chú dặn bé Trâm Anh đó là gì á? Nói chung á thì khách mới vừa vô cũng khách cũng sốt ruột, đổ không kịp, ông nội bây giờ mới ra xử lý mấy cái chảo lúc này rất là đông luôn mà. Xong của anh trai nè, rồi đây rồi bắt đầu tới chú á. Chú là sao đó bà? Ăn à, lên đây luôn chị. Lên chị lên xe đó luôn. Khóa cổ xe giùm em cái nha. Lên xót xe này luôn chị. Dạ, khóa luôn đi chị. Dạ, cảm ơn anh nha, do là tôi ra tôi mua quà chứ bộ. Dạ, do là nhiều lúc nó vô vào giờ đổ rồi xong trước thì đổ chứ ta dạ. Không có ta có không đâu ta chơi đâu. Dạ. Mình phải đặt cảm từ cái bà kia bá xấu bụng bán nó bà thọc. Dạ. Hai bà đi chung bà nói ô sợ quá lắm. Dạ. Bà làm cùng cái này mà không sao đó. Dạ. Nói như vậy làm được không sao. Đó. Anh ơi, cái bánh kia nè, cái bánh gì đó, coi lại, dạ, rồi mời chị vô nha, rồi một cái cho anh trai kia trước nè. Rồi anh này rồi tới của chú nè, của chú là bánh gì đặc biệt á, nó là cô bác nè, bánh đặc biệt. Dạ, chứ để ăn nhiều lúc đi. Nhiều lúc bé Trâm Anh nó quên nhớ nhớ lắm. Nó không có giống dài lắm á. Dạ, không bé kia là được. Không có đứa nào cũng vậy à. Dạ. Rồi.
còn khách trong nhà nữa, khách vô trước á. Còn kia là còn thiếu một bánh nữa phải không? Đủ rồi đúng không? Rồi ok. Dạ. Nè có cái đây sao dư nè, lấy một bánh cho anh kia đi. À bánh nguội hả? À. Đó liền nhanh lắm, nói chung là từ nãy đứng cái xíu à. Rồi xong. Lộn xe. Mày giờ đút vô cũng không mở. Dạ dạ. Mở bánh trứng mới con nha, chú chờ mãi vậy. Giới thiệu cho con nè. Nhau hả? Rồi, rau có chưa? Kiệt ơi, rau. Có rau rồi. Rồi. Xong giải quyết đường chú rồi đấy. Khoan, của chú này trước hả? Nói. Của chú này trước hả? Dạ rồi. Chú vô trước. Dạ. Cái người vô sau mà làm trước, chú vô trước, chú buồn đấy. Bé, chú có nói rồi nha. À, đổ đi cho bà nội được. Dạ. Tại vì lấy tôm không mà chứ không có thịt. Bánh da. Ừ, đúng chính xác. Rồi rồi. Như vậy. Nhanh nè, vèo rồi kìa, có bánh liền. Dạ. Hồi nãy lủng củng cái bánh đầu tiên á, mấy cái rồi đó. Rồi hai mấy cái đó của chú đúng không? Rồi xong. Đó chú đây là một mà. Nè, chú đây là một. Rồi, xong chưa? Chú đây, ấy là... Rồi, tới ông nè, bánh của ông nè. Tới ông. Rồi, tới hai bánh đặc biệt của cô. Rồi, sao mới đâu, cũng rối xíu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Dạ chú đánh xe vô đó luôn chú. Khóa cổ xe lại nghe chú. Đây nè, xác xe vô đây luôn. Có nhiều ông bà cô chú cũng thông cảm đó, kêu thôi ngồi chờ, nhưng mà cũng có nhiều ông bà cô chú đói bụng quá, nóng đói bụng quá mà sốt ruột, nói chung là cũng sốt ruột nên là cũng. Ủa từ nãy bánh, ủa sao không có bánh chưa? Dạ chưa đủ chứ đâu. Của anh này nè, anh này mấy cái? Cái để mới còng khách trong nhà, trong nhà đang ngồi chờ kìa, quá tỉnh luôn, rất là chờ. Bánh xèo đi khách lơ mấy cái luôn chơi, nếu mà ăn tại chỗ quẹo bên trái bên phải luôn, mang về chạy cái tinh ngay giùm em. Bảy cái thường à, chú bảy cái thường hả? Rồi đủ rồi, đủ chưa, coi thử đủ chưa, bảy cái chưa, có được cho chú trước đây rồi còn chú này nè nha. À tầm khoảng hơn 10 phút chút xíu á chị. Nhanh mà, bây giờ là có bánh rồi. Giờ có bánh rồi. Mình mới ăn cho nó giòn nó ngon chị. Rồi, mà 5 phút rồi. Lên 5 chảo còn ở tầm khoảng 5 phút thôi chứ chạy. Hết rồi, đâu còn ai nữa đâu. Chị chạy nhóm tới chút xíu cũng được. Ba cái rồi, ok. Ba cái luôn. Nhưng xuống những nhà này là bà thấy đỡ rồi nè. Không thấy đứa này chào hết. Chỉ có bé Hà chào ông bà cô chú Hà, còn mấy bé kia thấy sao la la rồi. Địa chỉ là 21 Đông Bắc, phường Tân Chính Hiệp, quận 12 nha quý ông bà cô chú anh chị và các bạn. Lâu lâu nó cũng có một xíu rối xíu, không có ông nội ra là rối liền hà. À, do là ông nội cũng đang đang đau chân mà. Thiệt đó chứ, giỡn nãy có mình bé Hà mới vừa ấy kêu hốt cơ trả giò ra quá trời mà hốt cơ trả giò không ra. Ông nội cũng đang đau chân đây là ông. Rồi của chú có chưa rồi kìa, cho chú kìa. Ra lâu quá, chú dễ thương quá trời luôn, đứng chờ. Chờ từ nãy là chú. Chú là chứng đáng gấp bao nhiêu. Từ nãy là chú đó ưu tiên chú chờ. À. Rồi xong rồi, hết bánh rồi. Mà sao không thấy giới thiệu trái giò hết rồi. Hết bán trái giò rồi Hà Nội. Dạ có bán, cái thằng mà bữa nay mới cuốn mà chú không ra,
mới cô đi bảo Sài Gòn bảo ở Hà Nội ở ngoài mấy tỉnh miền Bắc ảnh hưởng tới Sài Gòn luôn kìa. Tới chả giò luôn. Không, ấy là chả giò là ảnh hưởng của bão nên chả giò mấy bữa nay không cuốn. Tại qua đó mình bỏ tủ cấp đông được mà. Thế là kìa bánh treo. Ngày nào mình cuốn ngày nấy mà. Rồi cuốn. Của bà. Của cô ba cái. Rồi chuẩn bị có bánh chưa cho cô luôn. Hôm nay vô thấy chú Long quay được 30 mấy phút để ý thử coi thứ mà thấy anh Kiệt hôm nay nó buồn buồn mà không hỏi thử sao ai này, chú Long hỏi nè, ai chọc con vậy? Thế không ai chọc con sao buồn hay là đi học về mệt? 8 cái chảo về vậy hả? 4 cái em giỡn á, cô làm giỡn chứ từ nãy đông quá vô mình làm mà là phải tất bật coi chứ đúng không? Không gửi qua cho bà Phương Hoàng luôn. Bệnh có đầu biết nhí luôn. Sao chịu không? Vậy đang hồi con mang về là được phải không bà nội? Dạ rồi. Ba cái. Địa chỉ của bánh xèo nhí là 21 đường Đông Bắc, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12. Thời gian bán của các cháu đó là từ 13 giờ cho đến 22 giờ, giá là 35k một cái nha ông bà cô chú. Ngoài bán tại chỗ thì bánh xèo nhí còn có ship online nữa, số điện thoại là 0938 728 828 nha. Dạ. Công an nó thấy con chắc nhậu lắm hay sao á. Mà nó kêu vô thổi nồng độ cồn liên tục à. Tháng này là thổi biết mấy lần rồi đó. Ồ, khách vô. Đó. Chạy lên trên luôn anh ơi. Đây được rồi. Chú Long cảm ơn nha. Được rồi con. Lo khách ra trong đi con ơi. Chỉ khách 3 cái. Cô ngoài 3 bánh nữa nè, trong bàn nữa. Đang vỡ trận là chốt lại mấy cái. Còn cái 35 là cái bình thường. 6 cái 40.000. 6 cái 40.000. Nhanh mà, chuẩn bị có rồi. Ồ, khách ở trong. Câu nãy cô kia cô hơi khó tính chứ. Là cũng làm quá trời khó tính nè, cái đầu mình mới vừa tới mình quay cái chưa được 10 phút à, của sau mình quay mấy cháu nữa mà 10 phút mà cô ra cũng làm quá trời ngại tội. Khách mới vào luôn nha, có chú khách kia chú đứng hơn 30 phút luôn, vô chú ưu tiên quá trời dễ thương, nói chung mà ai cũng rối. Cách đặt à. Chú Vĩ đứng ở đây con vô luôn.
Ủa sao khách tư đứng nhà không vô nhà ăn ta? Ủa à dạ hả đứng kìa bánh coi khách nào. Nói chung là đang năm chảo rực lửa đấy mà vẫn không kịp á. Hôm nay là cuối tuần nha ông bà cô chú anh chị và các bạn, hôm nay là cuối tuần em đang ở bánh xèo nhí. Dạ ba cái đường anh về cho chị gái nha, sáu cái bốn người. Con kiểm tra còn thiếu bánh nào bên trong không nha. Ok. Rồi, rồi. Nhanh là khi có khách là nhanh rồi. Khi bánh đổ lên cá vèo. Yeah. Hình như trong nhà là có bánh hết rồi nè. Trong nhà là đủ rồi. Đủ rồi luôn. Dạ đủ rồi. Bây giờ giải quyết cho bốn giờ nãy thấy bằng trong chưa mà còn ngồi chờ kiếm nha. Có biểu á. Chạy vô nói cô ba luôn, chạy đi hết luôn. Ờ. Anh đợi kiếm nha, nhà bên trong cái cạnh cây. Hãy chờ cô, giữ điện thoại nha, chạy xíu nha. Rồi. Mấy cái rồi, ba cái rồi đúng không con? Con à, rồi, đủ ba cái luôn, giải quyết ba cái này đi luôn. Rồi xong rồi dễ giải quyết.